Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái món là me rim muối tôm ha. Me rim chua ngọt ha. Giờ cái me này là mình mua ở chợ nè. Nó loại cái me Thái mà Thái nó hơi chua đó. Hôm rồi ăn còn dư miếng nè, hôm nay mình làm cho các bạn xem ha. Me Thái mà nó loại này nó chua nha, có loại ngọt nữa nha. Cái loại hạt bột xanh thì nó chua. Chua chua. Bởi vì mình làm cái món này nó mới ngon, còn me ngọt thì nó không được ngon mấy. Giờ mình bóc vỏ me ra. Mình để nguyên trái vậy luôn hết các bạn. Mình muốn tách ra hộp hộp cũng được, hoặc là để nguyên trái cũng được. Thường bên Việt Nam mình nó có me của Việt Nam mình á. Thì mình nó ngon hơn nữa, nó chua ngon hơn nữa. Trời ơi, nói cái chảy nước miếng rồi các bạn ơi. Xin lỗi nha. Chị không nổi. Bữa mình làm muối tôm, ăn muối tôm thấy ngon quá, bữa làm cũng hết miếng ăn rồi. Hôm nay làm lại chia sẻ với các bạn. Loại này của mình thì bên đây mình mua me Thái và loại chua. Còn Việt Nam mình có me Việt Nam mình, me chua ăn còn hãi nhất cái đắp dữ nữa. Giờ mình lột. Cái loại này mình làm me mà rim chua ngọt này á thì cái loại me chua nó mới ngon. Mình lấy cái loại me mà nó Thái ngọt ăn nó không ngon. Mình làm mà mình cặn cả nước miếng nữa không chi là mình ăn các bạn. Xin lỗi nghe. Sau khi mình bóc được nhiêu me đây nè các bạn, giờ mình cho chút xíu đường vô ha. Cho miếng đường vô. Các bạn thích ngọt ngọt thì cho đường nhiều, mình thì thích chua nhiều, mình cho đường ít thôi. Xong cái mình lăn cái đường cho cái me nó áo lớp đường với cái me nè. Cái này thì mình làm mình ăn được, mình làm là nhiều nhiều á, ăn được 3-4 ngày. Mình buồn mang theo đi làm ăn cũng được, mình không thôi ngồi coi tivi á, nhâm nhi cũng được. Rồi, lớp đường á, mình cho đây vô lớp muối, muối tôm mình làm ở hổm nè, mình lấy cái nào mà nó lấy một chút. Nhuyễn chút cho nó các bạn. Muối tôm mình làm nó cũng không có mặn như vậy đâu. Đó. Rồi bạn nào thích cay thì cho thêm miếng bột ớt vô nữa ha. Lăn cho nó dính muối, dính tôm, dính ớt rồi vô. Đơn giản lắm, làm dễ lắm. Đơn giản lắm, làm dễ lắm các bạn. Đó, xong rồi đó. Mình làm đã xong, hoàn thành cái món me chua ngọt. Me rim muối chua ngọt nè. Mình không biết kêu me gì nữa. Mà hồi nhỏ đi học mình cũng hay ăn món này nè các bạn. Món này là món gợi nhớ tuổi thơ. Đó, đó đi học người ta bán cho ta vô bịch bịch vậy nè. Ăn miếng này, thử đi. Giờ mình thử miếng nha các bạn. Ngon quá. Chua chua ngọt ngọt ngon. Cay cay nữa. Ngon quá các bạn ơi. Mình làm vậy là đã thành công cái món me. Ngon quá các bạn ơi. Mình làm vậy là thành công cái món me rim muối tôm Tây Ninh của mình này nè. Ngọt ngọt chua chua cay cay. Thơm thơm mùi muối tôm. Không hỏng muối tôm mình làm á, nó có tôm nhiều á, thơm lắm, ngon quá. Mời các bạn cùng ăn nha. Rồi xong, đơn giản cái món của mình nó dễ lắm. Rồi video clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye. Nhớ share và subscribe kênh của mình nha các bạn.
Bye. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau. Bye.